của chúng ta kính thưa các cựu cán bộ đoàn thanh niên và các anh chị em cựu cán bộ đoàn thân mến, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể các em cán bộ đoàn trẻ tuổi có mặt hôm nay, chúng ta vừa xem một phần video clip về quá trình thành lập và hoạt động của ban liên lạc cùng cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam. Và mới chốt tới cái phần anh Dũng Mão, nguyên bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chủ tịch câu lạc bộ cựu cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam phát biểu ý kiến, còn một phần dài phía sau và lẽ ra là có video clip về quyển sách Một đời nghĩa nặng tình sâu về chú Tư Thành. Do thời gian có hạn thì chúng tôi đã đưa hai video clip này lên group cựu cán bộ đoàn thanh niên phía Nam và trên Facebook cũng có, thành ra mong anh chị em chúng ta sẽ quan tâm theo dõi. Nhưng mà những cái điều đó phần nào đã giúp chúng ta hình dung được những nỗ lực hoạt động của hơn 200 anh chị em là thành viên của ban liên lạc của các bộ đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam trong hơn một năm thành lập và nỗ lực. Có thể nói, nó thể hiện đúng cái chức năng là một tổ chức tự nguyện và rất ấm cúng, rất tình cảm, nhằm động viên, thăm hỏi, chăm sóc lẫn nhau, nhắc nhớ về một thời tuổi trẻ tuy khó khăn về vật chất nhưng luôn lạc quan, yêu đời và đặc biệt là tình đồng chí, đồng đội thật chứa chan tình người. Tất cả là những kỷ niệm đẹp trong suốt đời công tác của mỗi người, mỗi chị em chúng ta. Giờ đó, dù đã về hưu, nghỉ công tác, nhưng anh chị em vẫn tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và tùy điều kiện sức khỏe và điều kiện của mình đã có những góp phần vào những cái việc cần thiết. Thứ nhất là việc tri ân những anh em, những liệt sĩ, những đồng đội đã một thời công tác chiến đấu. Thứ hai là đền đáp nghĩa tình cứu quan để che chở đùm bọc của đồng bào cho bản thân mình, cho đồng đội, cho đơn vị. Và thứ ba là chăm lo hỗ trợ, sẻ chia với đồng đội một thời vui buồn có nhau. Và thứ tư là góp sức để xây dựng tổ chức đoàn và truyền tiếp lửa cho thanh niên, trước hết là ở khu dân cư sinh sống. Như anh Ba Châu hồi nãy trong clip đó, tức là anh Nguyễn Vũ Châu, mời anh Ba Châu đứng lên. Ba Châu hiện nay á là phó ban thường trực, phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ truyền thống cựu cán bộ đoàn cơ quan trung cục miền Nam. Anh Ba Châu có hai khái quát thành một phương châm, một khẩu hiệu hành động là nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội và truyền tiếp lửa cho thanh niên. Thì chúng tôi có thêm một cái ổn là góp phần xây dựng tổ chức đoàn và truyền tiếp lửa cho thanh niên. Cái này dễ nhớ, dễ làm và trong tâm khảm mỗi cựu cán bộ đoàn khi làm gì xối sâu vô tốt cái điều đó và triển khai bằng những việc làm thiết thực và cụ thể. Kính thưa các cô chú, các anh, các chị, trên tinh thần đó, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2020, hôm nay được sự đồng ý của chú Tư và gia đình và được sự giúp đỡ ký tình của văn phòng Trung ương đoàn, Bảo Thanh niên, Thành đoàn, Quận ủy, quận ba và sự đồng tình cổ vũ của nhiều cựu cán bộ đoàn là thành viên ban liên lạc phía Nam. Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức buổi sinh hoạt giới thiệu và giao lưu với tác giả tập sách Một đời nghĩa nặng tình sâu của tác giả Lê Quang Thành, nguyên bí thư đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam từ 1965 đến 1972, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung đảng khóa 6,
bí thư các khu ủy chúng ta tôn đạo, một trong các thủ lĩnh thanh niên miền Nam thuộc thế hệ vàng các bạn nước ta. Và theo tôi, chú còn là một tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, dù rằng lúc ấy chưa có cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ lúc đó chưa có, thấy không? Để, nhưng mà có thể nói chú là một cái tấm gương mà chúng ta thấy rằng từ cái hoạt đời hoạt động đó cho tới hôm nay, lúc nào chú cũng đau đớn, lo lắng, quan tâm tới công chăm sóc tổ chức đoàn và phong trào thanh niên nước ta. Từ những buổi chuyện trò truyền lửa cho lớp con cháu ở khu phố, ở quận 11 nơi cư trú, đến việc sát sao, góp ý, chỉ dẫn theo sát đường bước đi hoạt động của ban liên lạc của các bộ đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam, và luôn luôn có sự động viên, khích lệ, ân cần, quý báu như chú đã từng nói, từng viết. Tôi rất quan tâm sự ra đời của ban liên lạc của các bộ đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam. Đây là đầu mối liên lạc của biết bao của các bộ đoàn các thời kỳ và các tỉnh thành miền Nam. Qua tổ chức này, để có dịp gặp gỡ, thăm nom, giúp đỡ, trao đổi tâm tình, nhắc nhớ một quá khứ vô cùng gian khó nhưng rất đáng tự hào của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh. Mong rằng tấm gương sáng về cuộc đời và hoạt động cách mạng, nhất là công tác đoàn và phong trào thanh niên miền Nam, gian khó nhưng phong phú, sôi nổi, hào hùng của chú Tư qua những trang sách thấm đậm nghĩa tình giữa dân, giữa đảng, giữa Bác Hồ, giữa các địa phương Bác đã từng công tác, giữa đồng chí, đồng đội, giữa quê hương và gia đình. Và những ý kiến phát biểu giao lưu hôm nay sẽ là mạch nguồn cảm hứng, là động lực, là hành trang tiếp sức cho mỗi chúng ta, cho đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ hôm nay đoàn kết, chung sức chung lòng đi theo lý tưởng của đảng, của đoàn, ra sức thực hiện tốt nhất lời di huấn thiêng liêng của Bác Hồ trong bản di chúc bất hủ của người để lại. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Xin tuyên bố khai mạc và chúc cho buổi sinh hoạt giáo luôn giới thiệu sách hôm nay thành công tốt đẹp. Kính chúc chú Tư được vui vẻ và trường thọ, luôn đã thành ước nguyện như chú viết trong bài thơ ngày 25 tháng 7 2017. Một đời nghĩa đảng tình sâu, tóc xanh cho đến bạc đầu còn ghi, mãi kia đến lúc ra đi ung dung thanh thản còn gì ưng hơn. Chúc anh Sáu Phong và các anh chị, các chị, các vị khách quý toàn thể, mỗi người, nhất là các cháu thanh thiếu niên có mặt hôm nay luôn vui vẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.